Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ, nay em sẽ test một cái con Lutman DA200 ha. Dạ. Đồng thời là em dùng cái con N50 giải mã Pioneer N50 để làm giải mã ha. Trước khi vào test thì em giới thiệu, em vừa mới về một cái đôi loa Bose AV Monitor nhé các bác. Dạ, AV Monitor. AV Monitor là một đôi loa này của em là trùng seri ha, và rất là hiếm ha, rất là khó kiếm. Cặp này sản xuất tại Mexico nha các bác, hàng Bose xịn, và em đảm bảo xịn các bác. Cứ đi kiểm tra, nếu mà không đúng xịn em trả lại tiền em và em đền gấp đôi ha. Dạ. Bose AV Monitor cặp này là nó hay nhất ha. Hay nhất trong dòng 301 ha, kể cả hay hơn cả 301 seri 3. Bass của nó là chỉ có 20 thôi bác các bác, nhưng mà con này nghe nhạc cũng hay, mà hát karaoke thì đã nổi tiếng rồi ha các bác ha. Và bass từ kép ha, trép bọc chống nhiễu nha các bác. Và cặp này của em đẹp len keng, đẹp rất là đẹp các bác. Và giá của nó là 15 triệu bao ship nha các bác. AV Monitor nha các bác. Dạ, em chưa có test bởi vì em chưa cắm dây kịp ha, chưa có chuẩn bị bộ dây kịp, để từ từ em sẽ test. Dạ. Em bao đẹp nha các bác. Loa trùng seri các bác. Dạ. Made in Mexico. Rồi, về cái con Lutman này em giới thiệu một chút xíu ha. Ở đây em đang kết nối cái cổng out của con N50 lên cổng in analog ha. Cổng in analog của con Lutman DA200 ha. Đường này là đường xuống âm ly nha các bác. Đường này là đường xuống âm ly nè, đường out xuống âm ly ha. Dây vàng nè ha, dây này xuống âm ly nè. Đó. Và ở trên cái con N50 này nó có một cái nút nha các bác. Các bác để ý giúp em. Đó, đây. Nó có một cái nút gạt ha. Cái nút gạt này khi mà mình gạt qua bên variable thì mình có thể chỉnh được âm lượng lớn nhỏ ha. Và khi mình gạt qua fit thì mình không chỉnh được. Nó chỉ chỉnh được trong trường hợp các bác sử dụng đường analog là in nha các bác, đường in là đường analog thôi ha, thì nó chỉnh được nha các bác. Dạ, chỉnh được. Đường in là digital thì nó không chỉnh được ha. Rồi, con này nó có cả cổng out ba lăng nha các bác. Dạ. Nó có cổng out ba lăng. Cổng kết nối của nó thì có một cổng quang và một đồng trục ha. Dạ. Em đang lấy tín hiệu quang từ ở dưới đầu N50 lên luôn ha. Mình sẽ test hai đường, một đường quang và một đường AV. Đường analog. Dạ. Đường analog ở số 2 ở đằng sau thì em chọn analog số 2 ở đằng trước ha. Rồi, em sẽ phát nha các bác. Các bác xem là em sẽ chỉnh lớn nhỏ khi mà làm DA đường analog ha. Đó, các bác nghe nó rất là nhỏ đúng không ạ? Khi xài analog thì ở đây nó không có đèn đâu nha các bác. Dạ, ở đây nó không có đèn đâu. Ôi lại
Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cổng quang ha. Dạ, em sẽ chuyển qua cổng quang. Con N50 em cũng nói luôn, con N50 này giá nó là 10 triệu 500 ngàn nhé quát. Dạ, 10 triệu 500 ngàn em bao ship và tặng một cái USB 32 GB chép nhạc lossless như thế này. Đó. Và một dây USB ha, bao ship toàn quốc cho các bác nếu các bác chuyển tiền hết. Dạ, 10 triệu 500 ngàn ha. Rất là vừa tầm tiền để chơi và sắp và nghe nhạc sắp tới khi mà dịp xuân về ha, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được luôn các bác. Và dạ, kết nối xuống âm ly karaoke để hát karaoke. Con Lookman ở trên này giá của máy không của nó là 19 triệu 500 ngàn nha các bác. Dạ, còn nếu mà có thùng xốp là 21 triệu nha các bác. Dạ, có thùng còn máy không là 19 triệu 500 ngàn ha. Dạ, bây giờ em sẽ chuyển qua cổng quang nè, cổng quang ha. À, khi mình chuyển qua cổng quang thì nó sẽ có đèn nha các bác. Dạ, chuyển qua cổng quang thì nó có đèn. Rồi bây giờ mình mang nghe bằng cổng quang ạ. À, cổng quang này mình cũng chỉnh được luôn các bác. À, vậy là volume là chỉnh được luôn. Dạ, mấy lần trước em không có thử thì bây giờ thì đúng là volume này chỉnh được DA, chỉnh được digital lẫn analog chứ các bác. Dừng clip test tại đây ạ. À, em vẫn còn rất là nhiều, em vừa về rất là nhiều đồ giải mã Pioneer N50 nha các bác. Các bác nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại giúp em nha.